Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố trên Telegram hôm 19 tháng 9 rằng hôm nay, Nghị viện châu Âu kêu gọi các nước thành viên EU dỡ bỏ các hạn chế đối với Kiev trong việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công bên trong lãnh thổ Nga, tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và công bố gây quỹ với người dân châu Âu để đáp ứng nhu cầu của quân đội Ukraine. Những gì Nghị viện châu Âu đang kêu gọi đang mở đường cho một cuộc chiến tranh hạt nhân thế giới. Ông Volodin cũng kêu gọi Nghị viện châu Âu tự giải tán sau khi thông qua nghị quyết này, Ông cho biết nếu vũ khí phương Tây được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, Moscow sẽ đưa ra phản ứng gay gắt bằng cách sử dụng vũ khí mạnh hơn. Tuyên bố của ông Volodin được đưa ra sau một nghị quyết gần đây của Nghị viện châu Âu nhằm cho phép các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Nghị quyết kêu gọi tăng cường cung cấp vũ khí bao gồm tên lửa hành trình tầm xa Taurus của Đức. Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước đó đã xác nhận ông từ chối cung cấp Taurus cho Ukraine vì động thái như vậy sẽ dẫn đến nguy cơ leo thang nghiêm trọng ukraine từ lâu đã kêu gọi đồng minh phương tây cho phép dùng vũ khí viện trợ để tấn công tầm xa vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ nga mỹ và anh được cho là đã đến gần quyết định dỡ bỏ hạn chế lâu nay đối với ukraine trong việc sử dụng vũ khí viện trợ tuy vậy đến nay chưa có bất cứ tuyên bố chính thức nào liên quan đến điều đó